Hello, chào mọi người. Trời ơi. Thực ra là hôm nay thì cái video này nó không phải là video gì bổ ích đâu. Chỉ là mình có một cái chuyện này mà trời ơi, mình muốn nói quá. Thế là mọi người nhìn xem, không kịp làm gì, không trang điểm gì, chỉ kịp thì kiểu nghĩ là nếu mà không trang điểm thì xúc động người nhìn quá. Thế là kịp kể lúc mà mới đánh tí son xong rồi ra ngoài này quay cho mọi người, nói mọi người cái này. Thì kiểu bây giờ không quay được ở trong phòng nữa ấy, tại vì chuyển sang phòng mới rồi, bây giờ có bạn cùng phòng rồi nên là không quay trong phòng nữa. Đấy, thì đây, trời ơi nóng hổi nha mọi người. Thì mình có một thằng bạn, thằng ấy là người Hàn nhưng mà nó là Hàn Kiều. Đấy, thì Hàn Kiều thì là nhà nó không ở Hàn đúng không? Thì kỳ nghỉ đông này nó đi về nước của nó đi về cái nước đấy. Sau đây thì hôm qua nó mới gọi điện cho mình, nó mới kể là ôi mẹ ơi, tao kể mày cái này, tao buồn quá mẹ ạ. Không phải buồn mà gọi là tao suy nghĩ, tao chăn trở quá mẹ ạ. Thế là mình mới bảo là thế có chuyện gì. Thế là ông mới kể là mẹ ơi, hóa ra là người yêu cũ của tao lại đợt vừa rồi nó lại đi hò hẹn hò với cả bạn thân nhất của tao. Thế mình mới kiểu ôi dồi ôi cái gì đây. Thế mọi người nghe câu chuyện nhá. Thì bây giờ nhân vật trong câu chuyện này có 4 nhân vật. Thằng bạn mình, thằng bạn mình thì có 2 thằng bạn thân, tạm gọi là thằng A và thằng B. Và người yêu cũ của thằng bạn mình thì mình gọi là chị C nhá, tại vì lớn tuổi hơn ấy. Ừ. Đấy, thì chị C này trước thì yêu thằng bạn mình, sau đó thằng bạn mình sang Hàn đúng không, thì gọi là yêu xa cũng khó ấy. Thế là từ đấy thì gọi là không yêu xa được thì chia tay. Ok, hai người chia tay nhau, chị C và thằng bạn của mình bye bye nhau. Sau đó thì thằng bạn mình sang bên này thì có người yêu. Em mới nghĩ là thôi hay là thông báo cho chị này, tại vì là có người yêu thế cũng nhanh ý, kiểu vừa sang có ý, xong rồi kiểu nếu mà bây giờ giấu giếm giếm làm cái gì, nói luôn với bà ấy cho nó lịch sự. Đấy, thằng này nghĩ là lịch sự không, thế là nhắn tin là chị ơi em có người yêu rồi đấy, nhưng không thông báo thế. Thế là bà này bà kiểu kệ bố mày, kiểu ý đấy, đại khái giọng như thế, xong rồi mới bừa lóc luôn thằng này. Xong rồi ôi trời, có người đi qua kiểu đấy, block luôn thằng này. Xong rồi block xong thì khi nào ấy nhỉ, thế thôi, đi qua là quên hết cả mấy chuyện. Thế thôi, block xong là thôi. Xong rồi thằng này nó mới về nước đúng không, thế là nó mới nghe kể chuyện lại chứ. Hóa ra là bà chị C này đầu tiên là bà ấy đi tán bạn A trước, là bạn thân thứ nhất của thằng này, đi tán thằng A trước. Thì thằng A nó kiểu ôi dồi, không được, chị tránh xa em ra nhá, em không chơi trò này nhá, bạn thân em không chơi được nhá. Đấy là thằng A từ chối đấy. Thế là chị này chị mới chuyển sang đối tượng sang thằng B. Thế là thằng B này ngốc lắm, thằng B này dính bả. Thằng B dính bả, thế là hai người này mới ý thì kiểu hẹn hò hẹn các thứ. Thế là xong rồi thằng B này dính bả nặng nha mọi người, thằng B này dính luôn, thế là thích luôn. Thế là nhưng mà đùng một phát chị C này người Trung Quốc nha mọi người, thế là đùng một phát thế là chị C này ô bye bye chú, chị về nước. Thế là thôi xong, về Trung Quốc. Thế là xong rồi thằng này buồn, nhưng mà thằng này nó ngốc ở một cái chỗ ấy, là kiểu rõ ràng là bà này bà ấy theo lời kể thằng bạn thân mình nhá, thằng bạn mình nhá, thì là rõ ràng là bà này bà ấy muốn kiểu trả thù thôi, thế nên là mới đi tán hai cái ông bạn thân của thằng này. Nhưng mà thằng thế là xong rồi, thế là mình mới hỏi là thế mày thù hằn gì với bà, người yêu cũ sao mày thù hằn nhau, trời ơi. Xong rồi nó bảo là tại vì hồi xưa nó đi sang đây, nó nói kiểu chia tay cũng kiểu là cũng
cũng chỉ vì lý do đi sang đây thôi. Với cả xong rồi nó còn thông báo như thế, chắc bà ấy hiểu nhầm là nó khoe người yêu chăng, ai biết được. Xong rồi mình nghĩ ơ hay, buồn cười nhỉ, sao lại phải thế. Mọi người thấy khổ không? Đấy, bây giờ tự nhiên cái mình nghĩ, mình không nói gì, ok mình không nói cái gì, nhưng mà mình nghĩ với quan điểm của người con gái nhá, cái chị này, trời ơi chị này cũng ngốc nha, tự nhiên mất công làm cái gì nữa, cay cú cái gì khổ, kiểu kém sang mọi người. Tự nhiên thấy chị này thì kém sang quá à, tự nhiên đi cay cú xong đi làm cái chuyện đấy làm gì, tự nhiên lại đi tán hai thằng bạn thân của nó. Xong rồi để làm cái gì đâu, cuối cùng cũng để làm gì đâu. Mình hỏi nó là ơ thế bây giờ mày cảm thấy nào, mày thấy tức không? Thế là bảo, nó bảo là không, không chả thấy tức gì cả, nó chỉ thấy buồn cười ấy, tại vì hồi xưa tao nghĩ là bà ấy tốt, bà ấy người tốt mà bây hóa ra bà ấy người ấy thế. Mình kiểu đấy, thấy chưa, chị này học kém sang. Giả sử mình cay cú nó nhá, xong rồi mình đi trả thù nó mà nó tức đi thì có thể là mình thắng đi, kiểu đấy. Nhưng đây nó không tức luôn, thế là mình lại bị mang tiếng ra ấy. Tại vì hồi xưa hầu như hội là chơi thân nhá, chơi một hội không thân mà kiểu chơi một hội với nhau, bây giờ thành mang tiếng ra đúng không. Đấy, như cái thằng B nó ngốc thì nó mê, còn thằng A nó tỉnh, nó no ngay mà nó kiểu đánh giá bà này luôn ấy. Đấy, thế là mình mới nghĩ là con gái phải sang. Sang không phải kiểu là sang chảnh, kiểu chảnh chóa, là kiểu chảnh mèo đâu. Ý mình là mình kiểu mình biết bản thân mình như ở đâu ấy, mình kiểu mình là con gái mà mình có những cái phẩm giá của mình, hiểu không? Dù có như thế nào ấy chăng nữa, dù kiểu thằng người yêu cũ hay là thằng đứa nào có tệ mình đi chăng nữa, thì mình vẫn biết cái phẩm giá của mình, vẫn biết cái bản thân mình là nó ở đâu. Đấy, mình vẫn tự tin, hiểu không? Mà một khi mình tự tin ấy thì mình không có gì phải cay cú, không có gì phải trả thù, trả đũa, cái trả bất cứ cái gì ai cả. Mình tự tin là chính mình, hiểu không? Cứ sang đi vì cuộc đời cho phép rồi. Nhiều người đang nghĩ kiểu mình nghĩ là kiểu mình không có cái gì, mình không xinh, mình không giỏi, mình không giàu, mình không có thứ, mình không sang được. Không, mình sang được hết. Kiểu gì mình cũng sẽ có những cái mình tốt. Mình đương nhiên mình có những khuyết điểm, ai cũng có khuyết điểm hết, nhưng mình vẫn có những cái điểm tốt của mình, thì mình dựa vào đấy mình sang thôi, không có gì đâu. Càng mình càng sang là mình lại càng tốt, kiểu đấy. Đấy, thì mình không biết như nào nhá. Kiểu dù sao cũng hồi xưa cũng kiểu mình nghĩ là người yêu với nhau ấy, người yêu cũ ấy, người yêu mới hay là người yêu hiện tại chăng nữa thì cũng là yêu nhau đúng không, cũng là có thời gian yêu nhau đúng không, thì chẳng ai làm thế. Nhưng mà chắc tại vì bạn trai cũ của mình kiểu dễ thương ấy, kiểu thực ra đấy mình chưa gặp phải người yêu cũ xấu xa hay gì nên là mình cũng không ấy. Nhưng mà dù nó có xấu xa chăng nữa, ôi thì mình cay thật đấy, cay quá, nhưng mà mình phải giả vờ đi. Đầu tiên mình cay nhưng mình cứ giả vờ là mình bình thường đi, sau mình giả vờ nhiều thì mình sẽ hết luôn, kiểu đấy, mình nghĩ thế. Tự nhiên đi cay cú làm cái gì thì không đáng đâu ý, kiểu mất thời gian của mình ý, mà tai tiếng ra xong rồi lại còn mình còn không được cái gì ý. Nghĩ càng nghĩ càng cay, càng làm càng cay, nên là mình đã không được cái gì mình lại còn mất nữa chứ. Thế là mình nghĩ là chúng mình là con gái với nhau ấy. Thế mình thưa anh ở đây mình nói này, mình không có một căn cứ gì đâu, chỉ là suy nghĩ của mình thôi, chỉ là kiểu mình đang chia sẻ gọi là buôn dưa lê bán dưa chuột mọi người thôi. Thì mình nghe chuyện này xong mình thấy buồn cười quá kiểu đấy. Thế là mình nghĩ là con gái thì mình tự tin, thế là có bất cứ ai làm gì mình ấy thì mình vẫn cứ tự tin, tại vì chắc chắn 100% là mình có những điểm tốt, và chắc chắn có những người rất yêu thương mình, bạn bè, bố mẹ, hoặc là thậm chí mình cảm giác như không ai yêu mình nhá, thì chắc chắn trong tương lai sẽ có người yêu mình, kiểu đấy. Nói chung là mình không phải lo. Lấy một cái ví dụ nhá, mình nhá, thì mình kiểu hồi xưa ấy, mình kiểu tự ti là mình hơi mập một tí, với cả cái dáng người của mình ấy là dáng người kiểu là theo gen của mẹ ấy, thì cái phần eo nhỏ nhưng mà cái phần đùi lại to như thế này này đấy. Thì
hồi xưa ấy không thích đâu, tại vì chỉ thích là chân bé tí như các chị Hàn Quốc thôi là thích. Sau đó thì cũng nghĩ thế là xấu, cũng tự ti nhá, kiểu cũng muốn kiểu đùi bé chân bé các thứ ấy đấy. Nhưng mà sang đây mấy đứa bạn á, nó khen kinh khủng, nó kiểu khen là kiểu người trông rất là kiểu dáng rất đẹp các thứ ấy. Xong rồi mình nhận ra là kiểu cái chuẩn mực cái đẹp ấy nó rất là khác nhau, nó không có một cái chuẩn mực cụ thể, một cái chuẩn mực nhất định mà áp dụng cho tất cả mọi người đâu. Và mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một quan điểm riêng ấy. Thế nên là chắc chắn trong mắt một ai đấy, bạn sẽ đẹp, bạn sẽ giỏi, bạn sẽ tốt, bạn sẽ là người vô cùng hoàn hảo luôn ấy. Thế nên là mình không việc gì mình phải kiểu cay cú ai cả, hay phải trả thù ai à, hay là phải làm gì ai cả. Đấy, mà thậm chí là như thế kiểu rất là trẻ con nữa ấy. Thế nên là mọi người rút kinh nghiệm nhá. Thế là nghe chuyện này cũng giải trí đâu mọi người. Thế là sau mà mình có gặp đứa nào mà nó có làm gì mình ấy, hay là mình có cay cú ai ấy, thì mình cũng cay một lúc xong rồi mình thôi, kiểu này mình cũng đừng làm gì cả, chỉ khổ bản thân mình thôi. Đấy, thế vì kiểu nghe chuyện sau đúng kiểu kiểu muốn nói, kiểu muốn tâm sự, muốn nói với mọi người ấy. Mà thực ra bây giờ ở đây mình cũng không có bạn bè hội nó đi về nước hết rồi, nên là mình cũng chả biết nói với ai. Thế nên là mình mới quay video, mình không biết là kiểu nói như này có đụng chạm ai hay là có nói cái gì sai không ý. Tại vì thực ra đây hoàn toàn chỉ là quan điểm của mình thôi, suy nghĩ của mình thôi, mà nó kiểu là lộn xộn ý, suy nghĩ lộn xộn ý, không có kịch bản, không có cái gì cả, chỉ là nghĩ gì nói đấy thôi. Thì có cái gì sai thì mong mọi người thông cảm. Với lại đây cũng là lần đầu tiên mình quay cái video mà kiểu nói năng liên thiên như này. Thì không phải là lần đầu tiên, nhưng mà kiểu cũng chưa quen nói năng linh tinh. Với lại cũng không biết là lên mạng, up lên mạng có ai dislike mình, unlike mình không. Nhưng mà thôi thì cứ nói bừa vậy, mọi người thông cảm nhá, xin lỗi mọi người. Nếu mà mọi người mà có thích xem những cái video mà mình liên thiên như này ấy, thì mọi người comment ở phía dưới nhá, hoặc là like video này, cũng như là đăng ký theo dõi kênh của mình. Thì thực ra mình không chỉ lên thế này đâu, mình còn làm rất nhiều những cái video về đời sống ở Hàn Quốc cũng như là trường đại học Yonsei nữa. Thế nên là mọi người đừng unfollow mình nhá. Mình cũng chỉ nói thế thôi. Chắc là sẽ hẹn gặp lại mọi người những cái video tiếp theo, mình sẽ cố gắng làm video hay hơn. Thế nhá, mình thích liên thiên lắm, nên là mọi người mà có thích nghe thì comment phía dưới nhá. Bye bye. Cứ sang đi vì cuộc đời cho phép, và cứ sang lên. Nhá các chế, mình không bao giờ thế cả. Ok.